Vận mệnh thế giới năm 2024 dưới lời tiên tri của bà Vanga. Làm sao để thoát thảm họa năm 2024? Chúng ta đang ở trong những ngày đầu tiên của năm mới 2024. Một năm 2023 qua đi, rất nhiều sự kiện quan trọng đã xảy ra với thế giới. Chúng ta đã có những thành tựu ấn tượng, những bước đột phá trong khoa học công nghệ. Nhưng cũng còn đó những vấn đề nhức nhối chưa thể giải quyết. Trên thế giới này, con người vẫn đang ngày ngày đối mặt với chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nạn đói. Chẳng biết đến bao giờ thì con người mới thực sự tìm ra con đường đúng đắn để làm thế giới này tốt đẹp hơn. Bạn có thắc mắc rằng liệu trong năm 2024 thế giới này sẽ thay đổi như thế nào không? Chúng ta sẽ có được những thành tựu gì, giải quyết được vấn đề gì, hay sẽ phải đối mặt với điều gì đó khủng khiếp? Những nhà tiên tri nổi tiếng như Vanga, Nostradamus hay thần đồng trẻ tuổi người Ấn Độ đã có những tiên đoán về thế giới năm 2024. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem họ đã tiên đoán điều gì và liệu có đáng tin hay không. Duyên Vận Cổ xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Trước khi đi tìm hiểu những sự kiện gì sẽ xảy ra trong năm 2024, chúng ta hãy cùng quay lại một chút về lịch sử nhé. Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giê-xu lần lượt sáng lập Phật giáo và Cơ Đốc giáo, hồng truyền rộng rãi trong xã hội nhân loại. Chúng ta cũng biết rằng sự truyền bá của tôn giáo chính là giáo hóa nhân loại, không được tự cao tự đại, phải tin vào sự tồn tại của thần Phật. Ngoài ra, tôn giáo cũng dạy con người minh bạch thế nào là tu luyện và mục đích của tu luyện, giúp con người tu đức hướng thiện, đồng thời duy trì đạo đức và ổn định trong xã hội nhân loại. Khi Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giê-xu tại thế gian, các ngài đều đã thấy trước đại sự kiện sẽ phát sinh vào thời mạt kiếp của nhân loại lần này. Xuất phát từ lòng từ bi với con người, các ngài nói thẳng hoặc nói ẩn dụ, đưa thiên cơ trọng yếu vào các dự ngôn minh xác, lấy đó khải thị cho người đời sau phải sáng suốt để tự cứu lấy mình, thoát khỏi kiếp nạn và hướng về kỷ nguyên mới của lịch sử nhân loại. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, đặc biệt là thế kỷ vừa qua, khi tà thuyết vô thần luận làm hỗn loạn thế gian, phần đông nhân loại và rất nhiều người Trung Quốc đã lầm ngơ trước lời cảnh tỉnh từ sớm của các ngài. Họ dường như đã quên mất đi hay tỏ ra vô cùng thờ ơ, lãnh đạm. Chính vì lẽ đó, sau này mới xuất hiện nhiều nhà tiên tri khác nhau, nhưng họ đều chung một sứ mệnh là thực hiện cảnh tỉnh thế nhân, cứu mình, cứu người và thoát khỏi các kiếp nạn trong tương lai. Tiên tri mù Baba Vanga dự đoán những gì về năm 2024? Nhà tiên tri mù vĩ đại Baba Vanga. Bà là nhà tiên tri nổi tiếng của Bulgaria. Sở dĩ bà được nhiều người biết đến vì bà đã dự đoán chính xác rất nhiều sự kiện lớn. Bà Vanga không biết chữ, bà cũng chưa từng viết một cuốn sách nào. Giọng nói của bà rất khó nghe và nặng thổ ngữ. Những gì Vanga nói hoặc được cho là do bà tiên đoán, chủ yếu được ghi chép lại bởi những người xung quanh bà. Sau này, vô số những quyển sách bí truyền về cuộc đời và những tiên đoán của Vanga đã được viết ra bởi những người xung quanh. Theo Vanga, thì khả năng phi thường của bà liên quan đến sự hiện diện của những sinh vật vô hình, dù bà không thể giải thích rõ ràng nguồn gốc của chúng. Những sinh vật đó cho bà thông tin về con người, cuộc sống của tất cả mọi người đứng trước bà, hiện hiện giống như những thước phim từ lúc sinh ra đến khi nằm xuống. Tuy nhiên, bà không có quyền năng thay đổi số phận. Vanga từng dự đoán về những đứa trẻ mới chào đời và cả những sinh linh chưa ra đời. Bà cũng tuyên bố rằng bà đang nhìn thấy và nói chuyện với những người đã chết cách đây hàng trăm năm. Vanga thậm chí bảo rằng những người ngoài hành tinh đã đang sống trên trái đất từ rất lâu rồi. Họ đến từ những hành tinh mà ở đó dùng thứ ngôn ngữ van phim. Theo các tờ báo uy tín như Guardian, India Times hay Mirror, những lời tiên tri của bà Vanga đúng tới 85% so với thực tế xảy ra. Mặc dù bà đã qua đời từ năm 1996,
nhưng những lời tiên tri của bà vẫn được ghi lại và chúng được cho là kéo dài tới tận năm 2579, thời điểm mà bà Van Ra cho rằng nhân loại sẽ diệt vong. Đối với năm 2024, bà Van Ra đã để lại những dự ngôn cho nhân loại, hứa hẹn rất nhiều sự thay đổi. Vậy chúng ta hãy cùng xem nhà tiên tri vĩ đại đã nói gì nhé. 1. Nằm lên ngôi của máy tính lượng tử. Đầu tiên, bà Van Ra chỉ ra rằng năm 2024 sẽ là một năm lên ngôi của máy tính lượng tử. Nhờ công nghệ hiện đại, những chiếc máy tính này sẽ thực hiện được các phép tính và phân tích các dạng dữ liệu phức tạp với tốc độ không thể hình dung được. Những thay đổi này cũng sẽ tác động không nhỏ đến các ngành công nghiệp khác nhau như tài chính, an ninh mạng hay y tế. Nhưng máy tính lượng tử là gì và sự phát triển của máy tính lượng tử thì có ảnh hưởng gì đến nhân loại? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút nhé. Máy tính lượng tử là một loại máy tính sử dụng các nguyên lý cơ học lượng tử để thực hiện các phép tính. Khác với máy tính kỹ thuật số, máy tính lượng tử hoạt động dựa trên hoạt động của cơ học lượng tử để xử lý dữ liệu đầu vào. Như vậy, hiểu đơn giản máy tính lượng tử là máy tính hoạt động trên cơ sở của những hạt lượng tử. Máy tính lượng tử sử dụng cổng logic lượng tử tương tự như cổng logic được sử dụng trong máy tính cổ điển. Tuy nhiên, trong khi các cổng logic cổ điển hoạt động trên các bit cổ điển chỉ có thể ở một trạng thái tại một thời điểm, thì các cổng logic lượng tử hoạt động trên các quantum path có thể tồn tại đồng thời ở nhiều trạng thái. Trong máy tính cổ điển, đơn vị thông tin cơ bản là bit có thể có giá trị 0 hoặc 1. Máy tính lượng tử sử dụng quantum bit có thể biểu thị đồng thời giá trị 0, 1 hoặc cả hai. Điều này cho phép máy tính lượng tử thực hiện nhiều phép tính cùng một lúc thay vì tuần tự như máy tính cổ điển. Ngoài ra, máy tính lượng tử có thể khai thác một hiệu ứng được gọi là đường hầm lượng tử để khám phá nhiều giải pháp khả thi cho một vấn đề cùng một lúc. Thay vì tìm kiếm từng giải pháp một như máy tính cổ điển, điều này có thể tăng thêm tốc độ của máy tính lượng tử đối với một số loại vấn đề nhất định. Máy tính lượng tử có khả năng thực hiện một số phép tính nhanh hơn nhiều so với máy tính cổ điển, khiến chúng trở thành công nghệ quan trọng cho nhiều ứng dụng máy tính lượng tử có tiềm năng, tác động đáng kể đến nhiều lĩnh vực khác nhau và có tác động sâu rộng đến xã hội. Có thể nói, dự ngôn về sự phát triển vượt bậc và năm 2024 của máy tính lượng tử là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Đó có thể là bước ngoặt lớn trong khoa học công nghệ, mở ra một thời đại mới cho loài người. Tuy nhiên, con người trong năm 2024 vẫn phải đối mặt với những vấn đề cũ, những nguy hiểm và nghiêm trọng hơn nhất vẫn chính là các thảm họa thiên nhiên. 2. Thảm họa thiên nhiên gia tăng. Lời tiên tri của bà Van Ga về năm 2024 là thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra. Viễn cảnh này là hoàn toàn có cơ sở, vì trong năm 2023, trái đất của chúng ta đã chứng kiến một loạt các hiện tượng thiên nhiên bất thường, từ biến đổi khí hậu cho tới El Nino xảy ra vào cuối năm 2023. Nhà tiên tri mù cho rằng số lượng các cơn bão lũ, động đất, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng và gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản trong năm tới. Trong lời sấm truyền, bà Van Ga còn cảnh báo về một trận động đất lớn sẽ xảy ra ở khu vực Vành đai Thái Bình Dương trong năm 2024. Những thảm họa thiên nhiên luôn là một trong những thứ gây ra thiệt hại to lớn nhất với thế giới, đặc biệt là trong tình hình hiện tại, mọi thứ dường như đang xấu đi một cách rõ rệt hơn bao giờ hết. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres đã đưa ra cảnh báo rằng kỷ nguyên nóng lên toàn cầu đã kết thúc và kỷ nguyên sôi sục toàn cầu đã đến. Ngay từ đầu năm, thế giới đã rúng động vì một thảm họa có sức tàn phá khủng khiếp. Ngày 6 tháng 2 năm 2023, hai trận động đất liên tiếp trong vòng 12 tiếng xảy ra tại miền Trung và miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như miền Bắc Syria có độ lớn 7,8 độ Richter. Nhiều nơi cảm nhận dư chấn lên đến 6,7 độ Richter. Cho tới giờ, con số thống kê là hơn 50.000 người đã thiệt mạng vì thảm họa này. Hàng loạt các tòa nhà, công trình đã bị phá hủy. Trận động đất không chỉ là cú đánh mạnh vào đời sống của hàng trăm nghìn người, mà còn khiến Thổ Nhĩ Kỳ thiệt hại hơn 163 tỷ USD. Một con số vô cùng lớn đối với quốc gia còn đang gặp nhiều thách thức về kinh tế. Các chuyên gia cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi sau trận động đất kinh hoàng này. Vậy với lời dự ngôn của Van Ga, thế giới sẽ phải gánh chịu thêm bao nhiêu đau thương nữa từ thảm họa?
sự nghiêm trọng của các vấn đề thảm họa thiên nhiên hiện tại thậm chí đã làm nhiều người hình dung ra ngày tận thế đang đến gần. Chưa dừng lại ở đó, ngoài thảm họa thiên nhiên, loài người vẫn đang phải đối mặt với chiến tranh và xung đột thảm khốc. Bà Vanka đã tiên đoán về những vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp. Bà nói một quốc gia lớn sẽ thực hiện các vụ thử nghiệm hoặc tấn công bằng vũ khí sinh học vào năm sau. Bà cũng dự báo rằng những kẻ khủng bố sẽ ra tay ở châu Âu. Điều này phần nào đó cũng rất có cơ sở, bởi xung đột tại các điểm nóng trên thế giới vẫn đang diễn ra hàng ngày và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa cho thấy một kết quả rõ ràng. Con người thực sự ở một góc độ nào đó đang tàn phá trái đất một cách nhanh chóng mà không kịp phục hồi được. 3. Sự kết thúc của kỷ nguyên vàng đen. Bằng chứng cho việc này chính là sự biến đổi khí hậu vượt quá tầm kiểm soát của nhân loại. Cùng với đó là nguồn tài nguyên đang dần cạn kiệt. Trong lời tiên tri thứ 3 về năm 2024, bà Vanka có nhắc tới sự kết thúc của kỷ nguyên vàng đen, tức là sự kết thúc của thời đại dầu mỏ. Một số người cho rằng tiên đoán của bà đang ám chỉ đến việc ngành năng lượng tái tạo sẽ thay thế vị trí của ngành dầu mỏ. Và nếu như vậy, thì thế giới này sẽ ra sao khi nguồn năng lượng hóa thạch cạn kiệt? Dầu mỏ là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Có thể nói dầu mỏ, khí đốt càng được khai thác bao nhiêu thì nhu cầu dầu khí đối với mọi hoạt động kinh tế kỹ thuật, đời sống dân sinh càng lớn bấy nhiêu. Dầu mỏ không phải là nguồn cung vô hạn, phải mất hàng triệu năm để biến đổi và tạo ra nguồn dầu thô. Nếu mức tiêu thụ dầu tiếp tục tăng trong tương lai, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt hoàn toàn. Các nhà khoa học đã tính toán một lộ trình rõ ràng cho việc ngừng sản xuất dầu và khí đốt để lượng carbon tạo ra không làm trầm trọng thêm quá trình biến đổi khí hậu toàn cầu. Để nắm được 50% cơ hội không khiến cho bầu khí quyển toàn cầu nóng lên 1,5 độ C, việc khai thác dầu khí phải được chấm dứt hoàn toàn vào năm 2050. Con người không còn nhiều thời gian để chần chờ nữa, vì thế năm 2024 sẽ là năm kết thúc của kỷ nguyên dầu mỏ. Theo những gì mà Vanka tiên đoán, và bây giờ nhân loại đang đứng trước một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Đó là chúng ta sẽ thay thế dầu mỏ bằng thứ gì? Nguồn năng lượng tiềm năng nhất và cũng có khả năng nhất có lẽ là năng lượng mặt trời. Hàng ngàn năm qua, con người đã biết cách ứng dụng năng lượng mặt trời để trồng trọt, sưởi ấm và làm khô thức ăn. Theo Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Hoa Kỳ, cứ một giờ chiếu sáng của mặt trời xuống trái đất, tất cả nguồn năng lượng này sẽ dư thừa để cả thế giới sử dụng trong một năm. Ngày nay chúng ta sử dụng sức nóng mặt trời theo nhiều cách như sưởi ấm ngôi nhà, làm nóng nước, tạo ra nguồn điện cung cấp cho các thiết bị điện tử. Hơn nữa, hệ thống phát điện bằng các tấm pin năng lượng mặt trời không sản sinh ra các chất gây ô nhiễm không khí và đặc biệt là không tạo ra CO2, thứ góp phần tạo ra hệ thống nhà kính và khiến trái đất nóng lên. Nhưng hiện nay, con người mới chỉ khai thác được một phần rất nhỏ từ năng lượng mặt trời. Còn những nguồn năng lượng khác như năng lượng gió, năng lượng nhiệt hạch hay năng lượng địa nhiệt thì chưa thực sự chứng minh được sự tiềm năng thay thế toàn bộ năng lượng hóa thạch. Có lẽ khoa học của con người vẫn cần thêm thời gian để tìm được nguồn năng lượng thật sự phù hợp. Nhưng ít nhất thì theo lời tiên tri, thì thời đại của dầu mỏ kết thúc phần nào cũng sẽ là tín hiệu tốt. Đó là những sự thay đổi lớn nhất của thế giới sẽ diễn ra trong năm 2024, theo những tiên đoán của bà Vanka. Bên cạnh đó, bà còn tin rằng năm 2024 cũng là năm đột phá của nền y học thế giới. Nhiều phương pháp và công nghệ điều trị mới sẽ được phát triển tới mức chữa khỏi những căn bệnh trước đây được cho là không thể chữa khỏi. Cụ thể, bà Vanka mô tả rằng việc điều trị bệnh Alzheimer sẽ có bước tiến lớn, mang lại hy vọng cho hàng triệu người đang mắc phải tình trạng suy nhược trí nhớ này. Ngoài ra, bà Vanka cũng cho rằng các nhà khoa học sẽ tìm ra phương pháp chữa bệnh ung thư và cứu nhân loại thoát khỏi căn bệnh quái ác này trong năm 2024. Như vậy, theo những gì mà nhà tiên tri mù nói, năm 2024 sẽ có những sự thay đổi to lớn. Nhưng liệu nó có chính xác hay không? Quý vị và các bạn có suy nghĩ như thế nào thì xin bình luận ở ô bên dưới nhé.
Thế giới này chính là có những điều tuy là bạn chưa thấy, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Có đúng thì có sai, có chính thì có tà, có ma quỷ thì cũng có thần Phật. Thiện ác hữu báo chính là quy tắc tồn tại của sinh mệnh. Trong thời kỳ đặc biệt của lịch sử này, Viên Vạn Cổ luôn mong quý khán thính giả có thể ôm giữ một đức tin chân chính, một trái tim thiện lương và một tấm lòng nhẫn nại. Bởi vì cho đến cuối cùng, gìn giữ chuẩn mực đạo đức mà thần đã khai sáng mới có thể được thần bảo hộ cho sự vĩnh hằng của mỗi từng sinh mệnh chúng ta. Và trên thế giới hiện nay đã có một môn khí công tính mệnh song tu thượng thừa của Phật gia theo nguyên lý chân thiện nhẫn, giúp cho người tập luyện có thể giữ gìn chuẩn mực đạo đức và nâng cao tố chất thân thể. Môn tu luyện đầu tiên được hồng truyền vào năm 1992. Qua hơn 30 năm, người truyền người, tâm truyền tâm, pháp môn này đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang lại lợi ích cho hàng trăm triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội. Họ hành xử theo pháp lý, tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, luôn có một sức khỏe tốt, nội tâm an hòa và hoàn toàn miễn phí. Đường link hướng dẫn tập luyện chúng tôi đã chia sẻ phía trên màn hình. Nếu quý vị quan tâm, xin mời truy cập để tìm hiểu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.